Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa để chữa lành một người bị bệnh phong. Sau đó, Ngài đã đi cầu nguyện để xin ý Thiên Chúa Cha. Trong thánh lễ này, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Đa Minh, Giuse, Anna, Maria và Teresa, cầu cho ông bà tổ tiên và xin ơn bình an. Chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy người liền sấp mặt xuống xin người rằng: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Rồi người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và người bảo: Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn phụng vụ kính mến, hôm nay tin mừng có nhiều điểm để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta chia sẻ với nhau. Chẳng hạn như là Chúa Giêsu đã tỏ uy quyền và tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa để chữa lành cho một người bệnh phong. Chẳng hạn như là người bệnh phong thì gặp những khó khăn nào, tủi hờn như thế nào, đau khổ như thế nào. Chẳng hạn như là Chúa Giêsu tại sao lại bảo người bệnh phong sau khi anh đã được Chúa nói là đã chữa lành thì lại đi trình diện với tư tế, chứ không phải là đi nói với các lương y hay là bác sĩ để chứng là người này đã được khỏi bệnh, chẳng hạn như chuyện đó. Nhưng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về ý nghĩa khác, đó là khi mà tiếng đồn của Chúa Giêsu đã càng ngày càng lan rộng, dân chúng rất là phấn khởi, lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng Đức Giêsu lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Chúng ta chia sẻ và tìm hiểu với nhau về việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Hồi hôm thứ tư thì phải hay thứ ba, chúng ta nghe bài tin mừng Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn 5.000 người ăn. Các môn đệ của Chúa cũng đang phấn khởi, dân chúng cũng đang phấn khởi vì chuyện Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi họ ăn. Họ được ăn no nê và còn dư đến mấy thúng đầy. Đang phấn khởi như vậy, Chúa Giêsu giải tán đám đông,
Chúa Giêsu bắt các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia, còn Chúa Giêsu thì lên núi cầu nguyện. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đang ở trong cái bối cảnh như vậy, dân chúng thì cũng đang rất phấn khởi, nhưng Chúa Giêsu thì lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Thế vì việc cầu nguyện của Chúa Giêsu nói lên cái gì? Có nhiều ý nghĩa, nhưng xin chia sẻ mấy ý nghĩa. Thứ nhất là Chúa Giêsu muốn để cho dân chúng, muốn để cho các môn đệ một khoảng lặng. Không để cho dân chúng, không để cho các môn đệ vui quá vì một cái sự kiện bên ngoài. Bánh hóa nhiều hay người này được khỏi bệnh, điều đó tốt nhưng mà chưa phải là điều chính yếu. Chúa Giêsu muốn ngừng lại một chút để người ta suy nghĩ, để người ta tìm hiểu xem phép lạ này Chúa Giêsu làm có ý nghĩa gì. Người ta tuôn đến để nghe Chúa Giêsu giảng, người ta tuôn đến để được chữa bệnh. Người ta đang hối hả về chuyện đó. Chúa Giêsu muốn dừng họ lại để họ nhìn ra cái người mà làm phép lạ này, cái quyền năng mà hóa bánh ra nhiều, đó là quyền năng từ trời. Không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời, nhưng là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa làm chuyện đó. Và không phải hôm nay một bác sĩ hay một thần y hay là một người chữa bệnh đơn thuần chữa bệnh cho người bệnh vong mà thôi. Nhưng phải hiểu đó là hành động của một thiên vị Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn dừng lại như vậy để người ta suy nghĩ, để người ta nhìn ra và tin vào Chúa Giêsu. Và trong bài đọc 1 chúng ta thấy ai tin vào Con của Thiên Chúa là Thiên Chúa thì người đó thắng thế gian. Không phải chỉ mỗi những cái chuyện là thắng bệnh tật, thắng những hoảng sợ, thắng những lo âu, nhưng là thắng cả thế gian. Tất cả mọi sự thuộc về thế gian thì người tin vào Con Thiên Chúa là Thiên Chúa, người đó thắng tất cả. Điều thứ hai, Chúa Giêsu lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện là để Ngài gắn kết, kết hiệp với Thiên Chúa Cha của Ngài. Chúa Giêsu luôn làm theo ý của Chúa Cha, và trong mọi sự, trong từng biến cố hay sau mỗi biến cố, Chúa Giêsu đều cầu nguyện để kết hiệp với Cha của mình. Hôm nay Chúa Giêsu đã cầu nguyện, và nhiều lần Chúa Giêsu cầu nguyện để cho chúng ta một bài học rằng chúng ta trong những biến cố và sau những biến cố, chúng ta hãy lắng đọng để tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa muốn dạy chúng ta điều gì, muốn dạy cộng đoàn chúng ta điều gì, muốn nói với giáo xứ, với tất cả anh chị em chúng ta điều gì. Chúa đang thể hiện điều đó để làm gì? Xin bài học cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô luôn nhắc nhớ chúng ta.